Lữ khách 24 giờ. Một chương trình truyền hình thực tế với những trải nghiệm đặc biệt dành cho các nghệ sĩ, những người nổi tiếng lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Trước khi bắt đầu thử thách, không thể quên những vật dụng đồng hành cho chuyến hành trình: một sim điện thoại, một mũ bảo hiểm, một xe đạp Jingyong Dopamine thơm mát để họ thêm tự tin và 50.000 đồng. Bằng chính sự nhạy cảm, óc hài hước và khả năng thích nghi, mỗi nghệ sĩ phải đi tìm địa điểm thử thách, sau đó hoàn thành thử thách trong thời gian được quy định. Gì vẫn lười nuôi. Quá đuối à. Đây quả là một thử thách khó khăn. Khó là nhà không có dễ đâu. Đặc biệt hơn nữa, mỗi nghệ sĩ phải xin để được ở trọ qua đêm trong nhà một người dân và trải nghiệm cuộc sống mới lạ ở đó. Nếu như không tìm được thì tối nay chúng ta sẽ ngủ ở ngoài biển. Hãy cùng chờ đón những điều thú vị bất ngờ chỉ có trong chương trình Lữ khách 24 giờ. Khí trời Sài Gòn đang đón chào mùa hạ, những tia nắng chói chang và những cơn gió nhiệt đới đang đón mời các vị khách của chương trình Lữ khách 24 giờ. Từ đằng xa, chiếc xe của chuyến hành trình đã nhìn thấy vị lữ khách đầu tiên của chương trình. Một chàng trai với vẻ phong trần, bụi bặm. Mọi người đã đoán được đó là ai chưa? Đó chính là ca sĩ diễn viên Minh Tuấn, cựu thành viên của nhóm La Thăng. Minh Tuấn được biết đến nhóm La Thăng bằng kinh nghiệm nhiều năm ca hát. Minh Tuấn bước thêm một bước mới với vai trò quản lý âm nhạc. Hy vọng trong vai trò này, nhóm La Thăng mới với 5 thành viên của anh sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công. Chào mừng anh đến với chương trình. Hôm nay cũng là có cái cơ hội tham gia chương trình Lữ khách 24 giờ và hy vọng rằng tất cả mọi người hãy cùng theo Tuấn và xem và trải nghiệm được những cái miền sông nước ở Vĩnh Long như thế nào. Thật sự khi mà nhận lời mời tham gia thì mọi người cũng nói là chương trình này khá là cực lắm, nhưng mà Tuấn muốn thử sức mình để xem như thế nào. Có lẽ là không khó khăn lắm. Người bạn đồng hành hôm nay với Minh Tuấn là một cô gái khá dễ thương, vui tính. Đó là ca sĩ Trương Đan. Là cựu học sinh khoa thanh nhạc, trường Cao đẳng Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, Trương Đan hiện đang là một gương mặt mới trong lĩnh vực này. Cô gái thích phiêu lưu và mạo hiểm, đang hào hức với những thử thách hôm nay, chắc chắn sẽ mang đến cho khán giả nhiều điều bất ngờ. Chào mừng Trương Đan đến với chương trình. Đang cảm thấy rất là thích chương trình bởi vì chính chương trình đã mang lại cho Đang một cái cảm giác là mình có thể trải nghiệm và rất là đời thật và rất là gần gũi với lại thực tế cuộc sống của người dân. Hai lữ khách của chúng ta đã quen biết nhau từ trước nên cả hai nhanh chóng bắt đầu cuộc trò chuyện vô cùng thoải mái. Mình cùng là ca sĩ cho nên là đã biết nhau từ rất là lâu rồi. Cảm giác của em hôm nay tham gia chương trình như thế nào? Từ tối qua giờ em ngủ không có được. Mừng hay là sao, hay là lo, hồi hộp? Em hơi lo với em hồi hộp tại vì chưa bao giờ chơi cái này hết. Bây giờ Tuấn sẽ vừa nhảy vừa xin ở trọ, còn Đan thì sẽ vừa tập thể dục vừa xin ở trọ. Cô ơi, cô có thể cho con xin ở trọ một đêm nay được không cô? Sáng mai con sẽ đi liền và trong đêm nay con sẽ phụ giúp cô, bởi vì con đã có sức khỏe rồi. Con đang chạy bộ nè cô, con đã có sức khỏe được nhiều, con sẽ giúp cô được nhiều công việc đó cô. Con xin chào cô, con là ca sĩ Minh Tuấn và cũng là diễn viên. Và hôm nay tôi bỏ qua cái lớp nhảy. Hôm nay con tham gia trong chương trình là Lữ khách 24 giờ và cái chương trình con có yêu cầu là con sẽ xin được ở trọ lại của nhà dân một đêm. Con mong cô sẽ đồng ý cho con ở lại. Với những thử thách nhỏ nhỏ trên xe cùng những nụ cười giòn giã đã giúp xua tan đi phần nào sự hồi hộp, lo lắng của hai lữ khách khi lần đầu tiên tham gia chương trình, phải không nào? Nhường cho em đó, em chọn cái nào? Anh chọn trước đi. Anh cái nào cũng được hết á. Anh lấy cái của em đi ha, em lấy cái của anh. Bây giờ bạn hãy tới lò gạch Tân Mai nằm tại ấp Vàm Địch, xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long để tìm gặp cô 12, tìm hiểu quy trình làm gạch tại đây. Bây giờ bạn hãy tới nhà chú Bảy nằm tại ấp Mỹ Hạnh, xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long để tìm hiểu về người nghề nuôi heo lấy thịt tại đây. Chúc mừng em may mắn. Rồi, chúc anh cũng may mắn trên cái thử thách một này nha. Okay. Anh em mình sẽ gặp lại sau. Okay. Yeah. Ngay khi vừa đọc xong thử thách của mình, cả hai lữ khách lập tức lên xe, háo hức bước vào thử thách. Ngày hôm nay trời nắng khá to, các lữ khách cố đạp thật nhanh để tránh cái nắng gay gắt. Hay quá. Ây da,
nó đây rồi. Cô ơi, cho con hỏi thăm đây là lò gạch Tân Mai phải không cô? Cảm ơn. Rất nhanh chóng, Tuấn đã tìm được lò gạch Tân Mai. Còn Đan thì vẫn đang cố sức đạp thật nhanh đến nhà chú Bảy. Cho em hỏi là nhà của chú Bảy anh mà làm nghề nuôi heo lấy thịt chứ anh? Chạy vừa lên chắc cỡ 100 mét là thấy bên kia có mấy cây nhãn á. Cảm ơn nhiều. Chào anh. Con chào chú. Chú Bảy là chú Bảy nằm ở ấp Mỹ Hạnh, xã Chánh An, huyện Mân Thất, sao chú? Em ơi, cho anh gặp cô Mười Mai. Dạ, bữa nay cô không có việc, không có nhà anh. Không có. Bữa nay em tôi ở đây. Em là cái gì của cô? Dạ là con anh. Con. Dạ. À, bây giờ vậy thì em giúp anh để xem dạ. Là toàn bộ cái quy trình dạ. Như thế nào. Cái này em dẫn anh đi đây coi quá trình lúc mà mình đất mình nhập về á. Ok. Rồi mình... Em, anh dạ. Mời em dùng dạ. Kẹo nha. Cảm ơn anh. Toàn bộ mình lấy dưới ruộng lên đất sét. Dạ. Đất sét thì đâu phải là nó màu đỏ hết, mình phải nung dạ, lên rồi. Nó màu đỏ đúng không? Dạ đúng rồi. Cái từng khối vậy hả? Dạ. Đất vậy nè, mình bỏ vô trong cối. À. Và mình nhào trộn, mình lội những cái sạn mà trong đất này nè. À. Cho thật là mình luôn. Ở đây là lò gạch này khoảng bao nhiêu năm rồi em? Dạ từ năm 95 tới giờ. Này là nung chưa em? Chưa hả? Dạ. Cái đó là chưa nung đó. Bây giờ em cho anh đi vô lò anh coi thử. Dạ, không sao. Đứng trong lò nung mới có một chút mà Minh Tuấn đã phải lấy khăn lau mồ hôi liên tục. Dưới cái nóng trời hè mà phải làm việc suốt tại lò gạch luôn nóng hừng hực, thật không phải dễ tí nào. Nóng là khoảng 1 tháng, từ 20 ngày đến 1 tháng là sản phẩm lò nó trước đó lò gạch nó mới chín. Ồ dạ. Lúc mà cái cửa lò đó là hoàn toàn trống hết, nhưng mà lúc mình đưa gạch vô á mình bích. Bích hết luôn? Dạ đúng rồi, bích hết cửa lò là. Lò như vậy chứ khoảng bao nhiêu viên gạch? Chắc khoảng 2-3 ngàn viên, tùy theo là lớn nhỏ nữa. Anh tưởng đâu là nung chắc cũng vài ngày là xong, với này dạ, nung tới 20 ngày. Không, nhưng mà gốm thì mình nung mau hơn, khoảng từng lễ là xong. À, vậy hả? Nếu vậy là làm gốm có lời hơn chứ. Dạ đúng rồi, nhưng mà gạch thì quen thuộc rồi. Mình làm chăn nuôi heo này là bao lâu rồi chú? Hai chục năm rồi hả chú? Wow, không biết là cái nghề nuôi heo này nó cực không chú? Như thế nào chú? Thì cũng cực lắm chú. Thì nuôi nó cũng 3 tháng mới vô tạ. 3 tháng vô tạ là sao rồi chú? Cũng như là kể từ ngày mình hốt heo khoảng 20kg á. À. Nuôi cả 3 tháng mới vô tạ. Thì khi mà sanh là mình tự sanh luôn. Ừ. À, mình là ấy hết cho heo luôn đó. Ừ. Là hai vợ chồng chú hết hay là có ai phụ? Không, có hai chồng. À. Hối giống khoảng 3 tháng 25 ngày sanh ra, khoảng cỡ 1 tháng 10 ngày mình mới tách mẹ ra. Một tử ăn là độ khoảng cỡ 8 xô này đầy á. 8 xô này đầy? À. Một lần đó hả chú? Một lần đó. Tắm là mình chỉ xịt nước vô rồi, nhưng mà uống nước. Uống nước thì nó uống trong máng nó luôn. À. À, uống trong nó có cái vòi. Trong cái vòi luôn. Đàn có vẻ rất thích thú với việc cho heo ăn và tắm cho heo. Yeah. Quay vòng vòng. Nóng rồi tắm heo. Đó, bữa nãy con hỏi cô là vậy đó. Đúng rồi, quay đó. Bài bản phải đúng. Để sau này dù con có thêm được nghề nữa. À. Trong vòng 20 phút bạn phải chất đầy một xe gạch ướt đến vị trí phơi gạch. Sau đó bạn lại tiếp tục chất và mang một xe gạch
đã được nung tới nơi đặt gạch thành phẩm. Một xe gạch ướt nhưng mà đâu quy định là bao nhiêu viên đâu đúng không? Anh bỏ 10 viên lên anh đi cũng được đúng rồi, trong này đâu có quy định bao nhiêu viên đâu. Sao sao được anh, thôi chở xe gạch thì được chứ. Chắc chắn là sẽ được. Dường như nhiệm vụ này khá dễ với Tuấn, anh chàng cũng khá lém lỉnh khi phân tích nhiệm vụ dành cho mình phải chất đầy một xe gạch chứ không phải 10 viên đâu nhé Tuấn. Nhiều quá hai người. Lại. Sau một lúc khá lúng túng trước băng chuyền gạch, anh chàng cũng hiểu ra mình phải làm như thế nào. Việc chất gạch khá đơn giản nhưng cũng làm cho mình Tuấn tốn khá nhiều công sức và sự giám sát gắt gao của cô chủ. Ngưng, đủ rồi. Cái này là anh phải xếp đúng theo thứ tự đàng hoàng. Không, cái này anh làm theo cái thử thách của anh, tại vì là trong thử thách không có ghi là phải làm như vậy, chất như thế nào đủ một xe thôi. Và nãy giờ anh thấy mọi người, anh theo dõi mọi người cũng làm y chang vậy, giờ anh làm y chang vậy. Ở đâu? Trong vòng 10 phút, bạn phải bắt được 3 chú heo con đang lang thang ngoài vườn, mang chúng trở về chuồng heo mẹ. 10 phút, bắt 3 con heo con. Thử thách đối với Đan khá thú vị. Vừa chạy đuổi theo các chú heo, vừa tóm chân và ấm luôn về chuồng. Tuy nhiên, cô cũng nhanh chóng rút được kinh nghiệm là con này nặng quá, con nhỏ này được nè. Tìm những chú heo nhỏ hơn để ấm cho nhẹ. Trước, lần này Tuấn đã cẩn thận sắp các viên gạch thật ngay ngắn trên xe vì đây là gạch còn ướt. Rồi. Không, nó nhổng lên. Cái này nó hư sẵn rồi nha, không thể nào mà hoàn chỉnh được 100% hết á, phải có cái này cái kia thôi. Phơi ở đây để kỳ, ở đây đâu có chỗ nào đâu phơi đâu. Chồng lên những cái gạch đó. Mình Tuấn có cái miệng thật khéo, anh luôn nhanh chóng tìm cách để mang lại thuận lợi khi thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, cần phải nhanh tay lên vì thời gian sắp hết rồi. Xong. Yeah.
Cuối cùng thì chú heo thứ ba cũng đã được ẵm về chuồng, mặc dù khá mệt vì phải đuổi theo chúng, nhưng Đan vẫn luôn cười thật tươi. Chúc mừng Đan đã giành được lá cờ đầu tiên của thử thách ngày hôm nay. Có một số thì xếp rất là đúng, nhưng mà một số xếp xấu quá. Người ta xếp ở viên gạch là xếp ngang, rồi còn anh xếp đứng vậy không là lúc mà phơi viên gạch nó sẽ bị ngã. Liệu những giọt mồ hôi đó có mang về cho Tuấn lá cờ đầu tiên của chương trình? Là lần đầu tiên anh làm như vậy á, thêm nhận quá sức rất rồi. Là tốt à, đúng rồi. Tuy việc làm của Tuấn chưa thật hoàn hảo, nhưng cô chủ lò gạch cũng đã ghi nhận sự nỗ lực của anh. Chúc mừng anh đã nhận được lá cờ ở thử thách đầu tiên. Hôm nay thật sự anh rất là vui và cảm ơn em đã chỉ cho anh cái quy trình để sản xuất ra những cái viên gạch, và anh thay mặt chương trình để gửi tặng em món quà này làm kỷ niệm. Cảm ơn anh. Chúc cho gia đình ngày càng phát triển hơn và cái lò gạch sẽ được rộng rãi tiếng tăm nhiều hơn nữa. Cảm ơn anh nhiều ha. Tại ấp Tân Quý 2, xã Tân An Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, hiện đang có những cánh đồng lúa đang vào mùa chín rộ. Bạn hãy thuyết phục những người nông dân tại đây đồng ý cho bạn phụ họ gặt lúa, và trong vòng 15 phút bạn phải gặt và đập được 10 kg lúa. Bây giờ bạn hãy tới quốc lộ 53 nằm tại ấp An Phú, xã Long An, tỉnh Vĩnh Long, tìm gặp chú Đức là người chuyên chăn vịt ngoài đồng lúa. Thử thách dành cho bạn là trong vòng 10 phút bạn phải lùa được đoàn vịt vào lại trong chuồng lưới. Ở thử thách thứ hai này, Đan sẽ thử sức của mình ở việc gặt và đập lúa, còn Tuấn thì sẽ cùng làm việc với các chú vịt. Ai sẽ là người chinh phục được lá cờ thứ hai trước? Con chào cô. Con chào cô. Dạ, con muốn nhờ cô dạy cho con vài chiêu cắt với lại gặt lúa, con không có biết. À, mình biết tay hả cô? Vậy, rồi mình để góc. Đơn giản cô ha. Tuy còn hơi ngượng khi được cầm lưỡi liềm để gặt lúa, nhưng Đan vẫn cố gắng làm và quyết tâm vượt qua thử thách thứ hai này. Thì sẽ đau lưng. Chú cho con hỏi thăm một tí ạ. Chú phải là chú Đức không ạ? Đúng rồi. Con chào chú ạ, tại con có tham gia cái chương trình lữ khách 24 giờ á. Trong chương trình có cái thử thách yêu cầu con á, thì phải chăn đàn vịt ở ngoài đồng lúa, trong vòng 10 phút là phải đưa đàn vịt về tại lại trong chuồng lưới. Con có món quà này gửi tặng cho chú. Chú có thể chia sẻ cho con một chút kinh nghiệm về cái cách nuôi vịt đó. Lắc về thì mình quậy nước cho nó uống, rồi với mình có nấu thuốc á. Dạ. Rồi mình nuôi rồi chừng hai mấy ngày mình mới qua lúa. À, lúc bắt về là khoảng mấy tuần chú ha? Vịt mới bắt về thì mình nuôi chừng 10 ngày là mình cho ăn tới 10 ngày, tới 20 ngày mình mới qua lúa được. Dạ. Cô với chú là ngoài nuôi vịt thì còn làm gì nữa không ạ? Làm ruộng à. Làm ruộng. Nó dịch cái nghề phụ thôi. Dạ. Thì thức ăn của nó là mình thường là cho ăn cám hay là sao? Thức ăn viên á. À, muốn thức ăn viên. Không những tìm hiểu cách lùa vịt, Tuấn cũng tranh thủ tìm hiểu thêm về công việc chăn nuôi vịt để có được những đàn vịt béo tốt khi đem bán. Những người nông dân đã phải chăm sóc chúng hết sức cẩn thận. Càng lúc Đan càng thuần thục với việc gặt lúa. Cô đã gặt nhanh hơn và nhiều hơn. Tuy nhiên, đập lúa thì khá vất vả khi dùng cả chân để đập. Đi con, vô. Ngoan nha. Rồi, qua đây, vô.
đi vô chuồng. Qua đây, qua đây. Những chú vịt dường như muốn chọc ghẹo Tuấn, khi hết chạy sang bên này lại chạy sang bên kia. Vô. Vô. Vô vô. Vô. Vô luôn, vô luôn. Ngoan. Do số lúa chưa đủ 10kg nên Đan vẫn cố hết sức dùng chân để đập lúa. Công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng cũng khá vất vả. Cái rưỡi làm 10 cái rồi. Anh ơi, khinh phụ giùm em cái thau này nào quá. Anh coi thử này khoảng 10kg không. Cô gái đang rất quyết tâm để đạt được đúng số lúa quy định. Nhanh lên nào Trương Đan. Dạ, chắc em nghĩ đây là lần cân cuối cùng của em rồi. Nãy giờ đã hết sức rồi. Em nghĩ là chắc nó sẽ đủ 10kg. Rồi, vô đây. Vô, vô, vô. Sau một hồi lùa tới lùa lui, Tuấn vẫn để sót một hai chú vịt ở bên ngoài lưới. Các chú vịt khá bướng bỉnh khi không chịu làm theo sự điều khiển của anh chàng. Vẫn còn một chú vịt còn ở bên ngoài. Chú ta tuy nhỏ nhưng khá lì lợm và làm cho Tuấn vất vả khá nhiều với một mình chú. Nhưng cuối cùng, Tuấn cũng đã làm cho chú vịt đó vào chuồng. Đúng rồi, con này quá. Chúc mừng Tuấn đã giành được lá cờ ở cả hai thử thách. Con có món quà này của chương trình gửi tặng cho chú. Cảm ơn chú nhiều. Hết rồi, chỉ còn mấy giây dành cho bạn thôi. Thì bạn có muốn đây là lần cân cuối cùng của bạn hay không? Dạ. Chắc em nghĩ đây là lần cân cuối cùng của em rồi. Nãy giờ đã hết sức rồi. Đan đã cố gắng hết sức. Cô hy vọng số thóc của mình sẽ đủ 10kg và giúp cô vượt qua thử thách thứ hai và giành được cờ. Thật đáng tiếc cho Đan khi không vượt qua thử thách thứ hai vì chỉ còn thiếu có 100g lúa. Dạ cô, đây là một cái món quà nho nhỏ từ chương trình. Hôm nay tụi con xin cảm ơn cô cũng như là gửi đến cô cái món quà này. Cô cảm ơn. Bạn hãy xin ở trọ tại một ngôi nhà bất kỳ nằm tại ấp Hòa Phú, xã An Phước, huyện Mang Thít, Vĩnh Long. Lưu ý, bạn không được lấy lý do tham gia chương trình lữ khách 24 giờ để xin ở lại. Không muốn xin chú. Dù đã trải qua hai thử thách khá vất vả, nhưng với tinh thần sảng khoái, chắc chắn hai lữ khách của chúng ta sẽ tiếp tục đem đến cho khán giả nhiều cảm hứng và tình cảm dành cho họ. Để đó xem cả hai sẽ xin ở trọ như thế nào. Xin mời khán giả cùng quay trở lại với lữ khách 24 giờ